OK, bây giờ thì uh, chào các bạn. Mình uh, là Pew, Pew lâu lắm rồi mình mới lại làm talk show ngồi nói chuyện với các bạn và chia sẻ về cuộc sống cũng như là nhiều thứ uh, với các bạn. OK? Uh, thì uh, chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn nói chuyện với các bạn là về chủ đề uh, chúng ta để để cái này ra giữa không đó, chủ đề uh, đi làm, xin việc, phỏng vấn thì mình sẽ đưa ra chủ đề trước mình sẽ chia sẻ trước sau đó thì các bạn có thể hỏi đặt câu hỏi và mình sẽ trả lời các bạn thì nói chung á mình cảm thấy là các bạn ở Việt Nam thì thường nghĩ nhiều tưởng tượng nhiều mà làm thì ít các bạn đi xin việc nhưng mà các bạn rất là tự tin mình thì có cơ hội vừa được phỏng vấn vừa được tham gia phỏng vấn vừa được là người đã từng đi phỏng vấn người ta cũng là người mình cũng từng đi phải chịu người ta phỏng vấn rồi cả cả bên úc hay ở việt nam và cũng uh, trải qua nhiều uh, tình huống như vậy thì mình chia sẻ là thật sự các bạn nói rất là nhiều nhưng mà chả bắt đầu chào trọng tâm cả câu hỏi cả và rất là dập khuôn nhau giống hệt nhau và không để lại cái gì ấn tượng cho uh, nhà tuyển dụng cả và khi mà các bạn ra trường các bạn cầm tấm bằng các bạn rất là tự tin thấy là khá nhiều bạn tự tin uh, ví dụ như là có một công ty a mình đã trải qua uh, tuyển uh, vị trí abc gì đấy chẳng hạn thì uh, các bạn có gửi email về đăng ký nhưng các bạn có biết là gì không? Là cái phần chủ đề của cái email á Là cái tên của cái email á Thì các bạn viết rất là dài Dài giống như là cả cái nội dung của cái email trong cái phần title đấy Trong cái phần tên của email đấy Trong khi cái phần nội dung nó không có cái gì hết ạ Thế là khi mà mở email lên thì cái phần tên của Của Email nó rất là dài Em chào anh, em tên là ABCXZ Thì đây em muốn đăng ký này Nhưng mà các bạn viết vào phần chủ đề của email Thì đấy là cái lỗi rất là cơ bản hay là khi mà có yêu cầu là các bạn gửi email hay là gửi hồ sơ về cho các công ty á thì uh, các bạn thường có những bạn gửi email như thế này uh, em đọc được uh, ở trên uh, trang web uh, gì đấy uh, công ty anh tuyển à uh, em thấy là vị trí là em làm được em có kinh nghiệm là đã từng làm cái vị trí này ở công ty gì 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 đấy Ê, nhưng mà khi nào mà anh cần uh, lên phỏng vấn thì anh gọi em không ai không ai gọi bạn đi phỏng vấn đấy mà bạn nếu như bạn viết email như vậy hết á hay là À, đôi khi là các bạn sẽ quen người tuyển dụng hay là biết cái vị trí này à, bởi vì à, một cái người quen nào đó thì hay kiểu anh ví dụ anh Pew à anh Pew à em đọc được cái này là biết là anh cho anh đang tuyển dụng nhá anh xem em tên là này, anh em mình quen nhau á anh có gì chiếu cố anh em mình phỏng vấn ngày mai ngày kia không không có không có cái công ty nào không có gì. Không có đơn vị nào chấp nhận như vậy hay là không có một ai nếu như bạn đi làm thật sự Còn nếu như người nhà, người quen thì mình gờ gờ, mình chưa bao giờ trải qua là mình không biết À áo bẩn không phải đâu, đấy là logo Dota 2 á Các bạn lên search logo Dota 2 thì nó sẽ có một cái logo hình nước nước kiểu này bắn bắn kiểu này chứ không phải là bẩn đâu Cái đấy là in vào áo là như thế á Rồi mình cũng có biết một bạn nữ, bạn ấy nộp CV vào một, vào một vị trí Và khi mình đọc CV xong các bạn biết ở trong CV như nào À, trong CV kia là em tên là cái gì đấy Sau đó bạn bảo là anh download cái file attachment này về là resume của em Là hồ sơ của em Ở bên trong nó hoa hồng, hoa cải Rồi thì là đủ các loại hoa Rồi thì là thỏ, rồi cún, mèo, rồi, rồi lợn rừng tê giác gì đấy Rồi thì là kiểu cây răng leo Nó giống như y như là kiểu vẽ chứ không phải là CV đó Mình cũng không nghĩ đấy là cái ấn tượng Mình rất là hiểu tâm lý là nhiều người kêu là các bạn uh, viết cv thì phải ấn tượng viết email thì phải ấn tượng nhưng mà nó nó ấn tượng ở cái khía cạnh là nó đúng chứ không phải là ấn tượng ở những cái nó rất là kiểu dị hợm như thế hiểu không? nó rất là kiểu khó hiểu kiểu như là các bạn đăng ký đi làm nhưng mà các bạn coi nó giống như là kiểu một cuộc, cuộc chơi một trò chơi vậy á thì uh, đấy là cái đấy là cái những cái mà mình đã từng trải qua bản thân mình đã từng trải qua đã đọc thấy đã từng thấy thế rồi thì uh, mình thường nghe có nhiều bạn mà là sinh viên đi xin việc ấy, hay có hỏi là anh ơi ví dụ như là cái câu hỏi thường thấy của một đơn vị tuyển dụng họ sẽ hỏi các bạn là uh, em nghĩ tại sao em phù hợp với vị trí này thì có một bạn ở trên facebook bạn uh, facebook mình mình có đọc được em rảnh thì em đi làm thật sự đây không phải là cái kiểu đây, đây không nói là ngu hay là không ngu hay là thông minh không đây, đây là cái rất là dễ hình dung hiểu không kiểu tại sao em đi làm và tại sao mẹ thích cái công việc này vì em rảnh không có ai thuê bạn hết đó hay là à, vì em cần tiền hay là em thấy công ty anh to thì em đăng ký và em làm hay là kiểu à, em thấy công việc kiếm được nhiều tiền mà rảnh rang lên em đăng ký đi làm các bạn nghĩ đấy là chuyện cười nhưng mà có thật có thật luôn và nó xảy ra ở hàng ngày hàng giờ được chia sẻ trên facebook có mình tận mắt chứng kiến có Thế Rồi thì đấy đấy là đấy đấy là, đấy là về câu hỏi là là tại sao mà em lại thấy công việc này phù hợp với em. Câu hỏi tiếp theo, em nghĩ là mức lương của em bao nhiêu? Đây là câu hỏi rất là khó. Nghe thì tưởng trường đơn giản nhưng mà thường là rất là khó bởi vì là thường các bạn mới ra trường đi làm thì các bạn không biết là mức lương bao nhiêu là ok với vị trí này hay là với kinh nghiệm bản thân hay các thứ. Thì uh, thường các bạn học đại học ngoại thương hay là mấy cái đại học mà nổi tiếng và có danh tiếng lớn ở Việt Nam ấy thì mình cũng từng đi gặp và cũng đã từng thấy một vài trường hợp như thế này đấy là các bạn đề cao bản thân quá một bạn học sinh học trường học xong đại học về kinh tế đi và các bạn có cầm tấm bằng kinh tế trong tay hay marketing trong tay mà ra các bạn đòi lương 15 triệu trừ khi các bạn rất là giỏi hoặc quá giỏi hoặc là như thế nào đấy thì mình chắc là mình chưa tới tầm để hiểu được nhưng mà như mình là một người học không giỏi mình học và dạng rốt thôi. cầm tấm bằng trên tay chưa chắc là mình đã dám mơ mức lương 10 triệu và tâm lý khi mà đi làm thì các bạn đừng bao giờ nói là thôi anh trả em bao nhiêu cũng được thế trả một triệu mà làm không trả hai triệu bạn làm không vậy thì đừng nói là bao nhiêu cũng được mình phải có một cái mức mà mình mong muốn mình cứ chia sẻ ra đôi khi đôi khi đó nhưng mà cái mức chia sẻ đấy bạn phải tìm hiểu ví dụ như bạn lên mạng mà tìm hiểu là ví dụ như là vị trí Uh, marketing này thì nó thường là 2 triệu hay là 5 triệu hay là 10 triệu cho năm nhất, năm nhì gì đấy thì các bạn phải tìm hiểu hoặc hỏi bạn bè hoặc hỏi anh chị. À uh, các bạn trước khi đi phỏng vấn là các bạn phải tìm hiểu những cái đấy. Hay là ví dụ như hỏi là em ơi à uh, cái vị trí của em thì mức lương uh, 5 triệu có ok không? Ờ à, mức lương 5 triệu ok ạ. Năm đầu thì thì thế thôi nhưng mà em nghĩ là sang năm mai chắc phải 15 20 triệu ấy nhỉ. Đừng đừng bao giờ nói chuyện cái kiểu đấy hiểu không? các bạn đừng bao giờ nói chuyện cái kiểu đấy với nhà tuyển dụng, nó, người ta không bằng vai phải lứa với các bạn. có nhiều nhà tuyển dụng thì hay là nhiều môi trường công ty thì sẽ nói là đây là môi trường thân thiện, môi trường không có xếp, môi trường ai cũng như ai. nhưng mà ai cũng như ai, thế nhưng mà người ta vẫn phải có cái vị trí của người ta và bạn có vị trí của bạn. nó không phải thân thiện theo kiểu là vỗ vai đến mà, Ôi anh tuyển dụng à, vai anh uh, trông mặc quả vest trông đứng đắn đấy nhưng mà em nghĩ là không phù hợp anh em mình quật đối với ba lỗ được rồi anh cứ vô tư đi có gì đâu quất à, em vào là mai em làm cho công ty anh tiến bộ thoải mái cái cái, cái nói chung ạ nó nghe thì có vẻ là hư cấu nhưng mà đấy nó chỉ là hơi gọi là hơi quá lên của những trường hợp có thật trong trong cuộc sống à, rồi thì à, có nhiều bạn à, sinh viên đấy thì thường hay đọc những cái bài báo hay là kiểu Uh, chia sẻ trên mạng rằng là tôi đi học cái này ra là tôi đi làm vài job mỗi job 10 20 triệu tôi là người tài tôi là người giỏi hay là uh, CEO 9x sinh năm 93 94 kiếm 50 triệu trăm triệu uh, chỉ bằng có 6 tháng leo lên từ vị trí nhân viên lên quản lý sau đó là phó giám đốc này nọ các bạn các bạn tin đó là điều tốt đấy là hướng mình hướng thiện nhưng mà các bạn đừng tin theo cái khía cạnh rằng là ôi hiểu ơi chắc là cũng cố gắng được tí cũng lên đấy sặc đích lích bô đấy nhưng mà từ nữ hay là kiểu bợ đít nâng ngạt nếu mà từ nam thì chắc là cũng lên đấy nó không nó, không có chuyện đấy đâu không rất là hiếm có chuyện đấy xảy ra và nó phải trong trường hợp nào đó với một con người nào đó trong một cái hoàn cảnh đấy thì nó nó xảy ra như vậy chứ nó không tự dưng xảy ra như vậy nên là các bạn đừng bao giờ kiểu nghĩ là vào tôi phải mức lương cao tôi phải thế này thế kia mình khuyên thật lòng với những bạn mà đi xin việc ấy, khi mà người ta hỏi lương ấy, thì các bạn nên tìm hiểu trước cái vị trí ở trên mạng hỏi anh em bạn bè ấy, thì sẽ có cái mức lương mình đưa ra mình nói là mình mong muốn cái mức lương đấy. Đây là hai câu hỏi, có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao em nghĩ là em em phù hợp với vị trí này. À, câu hỏi thứ hai là à, mức lương. Vậy câu hỏi thứ ba thì nhà tuyển dụng hay hỏi các bạn là gì là định hướng tương lai của em với công việc này với công ty là gì? Đúng không? Các bạn các bạn trẻ mà đi phỏng vấn thì hay hay có cái chuyện đấy thì ở trường ấy thì các thầy cô hay là đi học các cái lớp mà nói chung là dạy về mấy cái này thì người ta hay nói là dập khuôn là kiểu như định hướng là như vậy, tôi phải năng động cái bla, bla 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 mấy cái ai cũng biết rồi, các bạn đi học các bạn cũng biết. Nhưng mà mình khuyên là các bạn đừng đến nói thế. Đến đấy là kinh nghiệm từ mình nhá, chứ mình không bảo là mình đúng, mình chỉ là kinh nghiệm từ mình thôi. Các bạn bảo là năng động rồi em sẽ trở thành cốt cán hay là vị trí luôn luôn tìm tòi này nọ cái đấy đi làm đương nhiên là các bạn phải như thế rồi các bạn không như thế thì các bạn ao sớm trừ khi là các bạn là con ông cháu cha hay là nhà nước thế nào mình không biết chứ ở đấy các bạn cái điều là điều đương con mẹ đã nhiên rằng là các bạn đi làm các bạn phải năng động và phải tìm tòi phải đúng giờ mà các bạn hãy chia sẻ thật lòng các bạn muốn đi làm cái công việc này các bạn muốn cái gì các bạn muốn là tôi sẽ tôi sẽ trở thành một cốt đờ giỏi nếu như bạn là họ IT hay là trở thành một nhà marketing mà cái sản phẩm các bạn đi làm nó thành công ví dụ như là mình đi bán quảng cáo dạo hay là quảng cáo dạo phát ở chợ Bến Thành chẳng hạn thì mình nói thẳng với nhà tuyển dụng luôn nhà tuyển dụng hỏi mình là tiêu bây giờ nếu như mà anh nhận em thì em em muốn cái gì với công việc này bây giờ một ngày anh bán bốn thùng em muốn rằng là trước 5 giờ chiều là em xong bốn thùng đấy và nếu như có thể em sẽ bán lên nửa thùng nữa là bốn thùng rưỡi Ê, em muốn làm sao càng nhiều người nhận được thật sự cái tờ rơi em đang phát cho anh đấy là điều mà em mừng chứ không phải là em cứ ra gã từ anh ai cầm rồi em cái em chẳng nói câu gì ơi các bạn ra cái mấy gã từ Sài Gòn có mấy bạn sinh viên phát ấy kiểu không có tâm đi làm đấy không có tâm kiểu cho nó hết đấy hiểu không không bao giờ không bao giờ đấy là cái ví dụ thôi trước đây mình cũng đi làm cầm bảng hiệu cầm bảng hiệu cho một cái cửa hàng rượu cúi á các bạn phải thật sự enjoy nó thì các bạn mới làm được các bạn phải thật sự học hỏi được từ cái đấy thì các bạn mới làm được các bạn cầm cái bảng hiệu các bạn, ơi buổi tối thứ bảy rồi anh uống rượu ở dưới kia cửa hàng rượu kìa, người ta nhiều người ta sẽ lơ nhưng đấy không phải vì cái lơ đấy mà các bạn không nói gì nữa mà là à, anh có uống rượu anh cũng uống bia không chỉ có mát xa không chỉ có mệt mỏi có đau lưng đau cổ gì không kiểu kiểu vậy hiểu không thì nó sẽ thành một cái kỹ năng cho các bạn giao tiếp và một cái gì đấy các bạn thật sự bỏ cái tâm của các bạn vào công việc chứ không phải là cầm lương rồi đi về. À, đấy là cái rồi thì là các bạn có thể chia sẻ nếu như các bạn thật sự đi làm chỉ vì tiền thì các bạn nói thẳng là em đi làm em sẽ cố gắng để làm tốt nhiệm vụ anh giao đấy là cái cơ bản các bạn nói rồi nhưng mà sẽ cố gắng để mà duy trì đấy công việc của mình tốt lên và mức lương của em cũng được tăng lên và vị trí cao lên các bạn hãy chia sẻ thật lòng bởi vì bạn là một người rất là sai nhỉ rất là chỉ có một mình bạn như thế thôi hay là bản thân mình cũng chỉ có một mình mình như thế này thôi không có một thằng ở đấy nó ngồi cạnh mình nó cũng nói y hệt như mình nó cũng mong muốn như mình gia đình như mình cuộc sống như mình hoàn cảnh như mình không có cái chuyện đấy vì vậy hãy chia sẻ thật lòng nó sẽ tốt hơn cho bạn về sau các bạn đi làm các bạn không cảm thấy mệt mỏi các bạn không cảm thấy phải đuổi theo một cái gì nó rất là mơ hồ đây là ba câu hỏi câu hỏi thứ nhất thì mình nhắc lại là tại sao phù hợp câu thứ hai mức lương một câu hỏi thứ ba là định hướng tương lai đấy là ba câu hỏi mà thường xuyên nhất bất kỳ một vị trí nào khi mà các bạn đi làm thì người ta hay hỏi kể cả các bạn đi làm kfc mcdonalds này nọ à, tắt nhạc đi Pew ơi mình làm gì có nhạc bạn nghe thấy nhạc ở đâu vậy À, rồi thì à, đấy là ba câu hỏi và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đấy. Mình thì mình không khuyên các bạn quá nhiều, mình cũng không muốn đi sâu vào bởi vì chúng ta khác nhau. Nhưng mà hãy thật lòng, hãy chia sẻ thật lòng những gì mà các bạn đang nghĩ với nhà tuyển dụng. Bởi vì nếu các bạn không phù hợp, các bạn đừng cố nhồi nhét, đừng nghĩ ra những thứ mà các bạn không có nói và để người ta tin. Rồi đến khi các bạn vào, các bạn phải đuổi theo vị trí rất là mệt mỏi. À, và nó sẽ đến một thời điểm mà đấy thì các bạn sẽ cảm thấy không làm được nữa thì nó rất là khó chịu cho cả đôi bên kể cả cái việc cho bạn nghỉ hay là cho bạn làm tiếp từ nhà tuyển dụng cũng rất là khó à, thì đấy là cái 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 khuyên thật lòng à, và các bạn nên dành thời gian tìm hiểu về cái đơn vị mà mình được gọi đi phỏng vấn để trả lời được nhiều cái nó liên quan đến cái vị trí của các bạn cũng như là công ty ví dụ như là các bạn bảo là các bạn các bạn có hỏi là bây giờ mình thử ví dụ quảng cáo trong cái gì đấy mà là có tâm đúng không là đi làm ví dụ đây là cái bông tâm nó nó hơi rất là nhảm đây là một cái bông tâm đúng không có rất là nhiều cái bông tâm giống nhau ví dụ cái bông tâm này cũng là bông tâm rồi bông tâm này cũng là bông tâm rồi bông tâm, bông tâm, rồi bông tâm như thế này cũng là bông tăm rồi bông tâm như thế này cũng là bông tâm đúng không rất là nhiều bông tâm khác nhau thế bây giờ nếu như mà trong trường hợp các bạn phải đi làm phải kiếm tiền phải kiếm sống để mà để mà sống qua ngày với cái sinh viên và bây giờ các bạn phải đi bán bông tâm Vậy thì cái tâm đầu tiên đó mà các bạn muốn bán cái bông tâm này là các bạn phải nghĩ nó tốt đã. Nếu như trong đầu các bạn chưa gì đã nghĩ rằng là cái bông tâm này như cứt vậy á, dễ gãy, chẳng hạn ok, dễ gãy, dễ bị bung cái cái bông ở đầu ra thì khi mà các bạn nói các bạn sẽ rất là ngượng mồm và nghe nó rất là không thật. Thế nhưng mà nếu như thật sự các bạn cảm thấy nó tốt bởi vì sản phẩm nào cũng sẽ tốt ở một khía cạnh nào đó và các bạn dùng hay là các bạn biết hay là các bạn nghe hướng dẫn training và các bạn bỏ tâm vào các bạn đi nói các bạn đi bán nó sẽ khác ví dụ à, uh, chào các bạn trên kênh của Pew, Pew ngày hôm nay thì uh, Pew, Pew Studio có nhập thử một cái lô bông tăm uh, về bán cho anh em thì gọi là sinh viên bán cho nhau uh, lãi thì chắc là cũng được ít ít nhưng mà đây là thật sự thật lòng mà mình cảm thấy là anh em mua ủng hộ cho mình thì uh, nói chung mà bông tăm này thì khá là dẻo dai, nó không dễ bị gãy mà anh em biết rồi đấy Ngoài tay ấy, mà cho vào móc lên móc xuống một tí mà nó gãy ấy, thì cảm giác rất là khó chịu Hay là có trường hợp là cái lông nó bị xù, nó cho trong tay là nó sẽ bị xù lên đấy Nhưng mà cái này không có, nó, nó bắt rất là chặt vào cái cây này, nó không bị xù và nó không bị kéo và nó không không bị xù Thế thì nó rất là khó chịu Đấy cả hai đầu luôn và rất là dẻo dai ấy thì nói gì nói chứ ví dụ như là cái bông ta một gói bông tăm này ở ngoài kia bán hai uh, ngàn một 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 bịch thì đây bọn mình nói chung là sinh viên thì muốn bán để cho kiếm sống thì mọi người ủng hộ thì bán có nghìn rưỡi thôi thì anh em mua ủng hộ đấy thật lòng thì cứ mua xài rồi feedback lại và nói cho mình thật sự biết được là các bạn cảm thấy nó có tốt không nếu mà nó không tốt thì thì để mình biết mình feedback cho hãng để hãng sửa cho nó tốt lên bởi vì thật lòng thì mình rất là muốn theo đuổi cái 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 cái, cái bông tâm này cho nó hài lòng các bạn đó thì khi mà các bạn thật sự bỏ cái tâm các bạn vào cái bộ báo bông tâm có thể cái cách nói chuyện các bạn nó không nghe quá là mượt mà nó không có như được mấy cái ông đi bán hàng kiểu chuyên nghiệp này nọ nhưng mà người ta nghe người ta sẽ có cảm tình người ta nghe người ta 10 người thì sẽ có một người cảm cảm tình được rằng là bạn đang nói thật chứ không phải kiểu chứ không phải kiểu mình thì mình rất là ghét những ông đi bán hàng mà bắt gặp mình ở quán cà phê vào bán bia rượu gì đấy. Anh ơi, anh mua giùm em một cái bông tắm đi anh. À, hộ em cái ngày hôm nay ế quá. Anh anh mua hộ cho em. Thế nghĩa là gì? Thế có nghĩa rằng là hàng của mày như cức vậy á, ế cực kỳ và bây giờ tao phải ủng hộ mua cái hàng như cức của mày giống như tao mang cức về nhà tao vậy á. Ok, đấy là cái cái lý do thứ nhất để mà anh ủng hộ cho em cái thứ hai ấy là anh ơi anh anh mua bông tăm của em đi bông tăm của em tốt nhất ở việt nam luôn nhưng mà ấy nhiều người chưa biết tại vì bọn em mới vào thị trường việt nam nên là nhiều người nghĩ là bông tăm của em không tốt cứ mua cái hàng kia vừa đắt lại còn vừa không tốt nữa cả xã hội nó ngu à chỉ có mình bày vài, vài thằng bán nó khôn cả xã hội nó ngu à giống như tao đang làm trong số với thằng ngu đúng không ok đừng các bạn đừng bao giờ kiểu quá là hư cấu và thái quá về những cái gì các bạn đang làm khi mà phỏng vấn hoặc là khi mà các bạn đi làm một cái gì đấy đấy là đấy là cái mình chia sẻ à, đấy là đấy là cái mà mình muốn muốn nói với các bạn có đúng không các bạn các bạn có công nhận là khi mà các bạn ngồi ở ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh những thành phố lớn ấy đôi khi nó sẽ có những tiếp thị đến đến tư vấn cho các bạn mua đúng không à, thì thì đấy là những trường hợp nó xảy ra hàng ngày và đấy là những người đi làm thì nấy, bởi vì ai cũng có thể nói được như thế ai cũng có thể làm được như thế thì các bạn rồi lại các bạn lại kêu than khổ thì lương không có bao nhiêu rồi này nọ này nọ mình nói với các bạn là xã hội này rất công bằng Nhiều người nói là xã hội này không công bằng Con ông cháu cha bla 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 Các kiểu đà điểu Và tôi là người thiệt thòi tôi Nhưng mà với mình xã hội này rất công bằng Các bạn hãy cứ cố gắng Nếu như thật sự thực lực của các bạn Ở, ở mức 10 mà người ta chỉ trả lương Các bạn ở mức 5 Một ngày nào đó nó sẽ lên 6, 7, 8 Nếu như không phải ở chỗ đấy thì sẽ ở chỗ khác xã hội bây giờ cạnh tranh nhau rất là nhiều các nhà tuyển dụng lớn hay là các cái top nhà tuyển dụng ấy họ cạnh tranh nhau từng con người một mức lương họ sẵn sàng đẩy qua đẩy lại để mặt lên thật lên cao và tìm được cái project phù hợp cho các bạn nên là các bạn chứ còn nếu thật sự các bạn cầm được tấm bằng xong bằng đại học ơi ông ơi ông thuê tôi cái mẹ bây giờ tôi cầm tấm bằng toàn thất nghiệp thôi ông ạ xã hội như cước nhá thế nào mà xem các bác ở trên bộ dục này bộ dục nát quá các ông các bà dạy tôi xong tôi không kiếm được việc gì cả Mà tại sao bạn bè tôi toàn có ông cháu cha nó vào đi làm hết rồi Không ai thuê bạn hết á Bởi vì thuê bạn như vậy xong mai bạn vào bạn công ty bạn Vào công ty bạn sẽ hành xử tương tự luôn Ôi ông giám đốc này lại kiểu uh, bưng bít cho con ông lên gì Tôi biết gay mà Tôi hay thế ông cho lên cái chiếc phó phòng tôi không cần đâu chẳng qua tôi biết thừa ông bưng bít con ông cháu cha thôi thích thì tôi làm, mai tôi nghỉ Tương tự, các bạn thấy không? Tương con mẹ nó tự luôn là Không có, không có một cái chỗ nào nó muốn thuê những người như thế cả Dù các bạn có giấu, nhưng mà đấy là giấu khỏi cái tâm thật sự của các bạn Đến một ngày các bạn sẽ cảm thấy khổ, khổ cảm thấy khó thôi Đấy là đấy là cái chia sẻ của mình về cái việc đi xin việc của các bạn à, Còn bây giờ thì các bạn hỏi gì thì mình sẽ trả lời Bây giờ là 10 giờ 40 mình sẽ trả lời câu hỏi các bạn đến khoảng tầm 11 giờ 11 giờ 11 giờ 10 rồi mình uh, ăn cơm ok À, có một bạn có nói là có một bạn gà món có nói là ở Sài Gòn rộng lớn nhiều việc thì chứ đem về vùng quê như Huế thì coi thử sao lại một cái phàn nàn nữa nếu như mà Huế nhỏ các bạn không tìm được việc vậy thì các bạn hãy bứt gia đình ra và đi vào sài gòn nếu như các bạn đã nghĩ sài gòn là vùng đất để các bạn có thể phát triển được ok các bạn còn rất trẻ nếu như mà gia đình các bạn kêu là hôi con đừng đi con lo này nọ cuộc sống nếu như thật sự các bạn nhưng mà các bạn đã đi vào sài gòn thì các bạn đừng kêu đừng mai lại gọi điện hay một tháng sau gọi điện ôi ông bà già gửi tôi triệu cái đây trong phải đắt đỏ và lơ ra ông bà phải hiểu trong này Cơm bình dân ngoài đường kia cơm tấm cũng phải hai mươi hay trăm nghìn ăn mới no có giống như ở quê đâu ông bà gửi nhanh cái đây Th thế thì các bạn đừng vô các bạn đã các bạn đã chê một cái gì ấy thì các bạn muốn thay đổi thì các bạn phải thay đổi thì các bạn đi ấy, thì các bạn đấy à, đấy là quyết định của các bạn các bạn phải chịu trách nhiệm về cái đấy và các bạn phải cố gắng vì điều đấy chứ đừng bao giờ quay ra lại ý kiến về cái việc mình làm rồi lại nói lý do đừng bao giờ viện lý do nó chỉ quan trọng ở cái quyết định của các bạn thôi à, rồi thì à, à, có một bạn có hỏi là sinh viên có nên đi làm không mình nói thật với các bạn là năm lớp 8 à đâu cuối năm lớp 7 hè nó lớp 7 các à, mình đã đi quay chậu quay chậu hoa đến mức độ mà ghẻ cả mông ghẻ cả mông ghẻ cả chân luôn các bạn biết là quay chậu hoa ở đây không phải là quay đồ sứ như ở trên hà nội đâu mà quay chậu bê tông ấy cho các bạn trồng cây lớn á và phải làm trụ bằng cát rồi xoay ra khuôn cát rồi đổ bê tông vô rồi thì giữa 12 giờ trưa phải đổ bao cát từ xe công nông vào trong cái xưởng để đổ để nâng lên ấy mà cái nền tất nền tất cả đã bằng cát thôi khi nào làm trụ thì lại phải dùng cái cát lên à... Các bạn có biết là một buổi trưa mình độ như thế gần gần một tiếng đồng hồ mà tiền công là bao nhiêu cho mình không? 10 000 Cách đây khoảng 10, 12 năm. 10 000 và mình sống với những người công nhân ở đấy cũng trẻ cỡ mình à. à cũng hồi đấy cũng 20 tuổi, 19, 20 tuổi. Cũng có những người rất là biết nghĩ gia đình lương được triệu hay là triệu rưỡi một tháng họ nghĩ là về mua cái tivi, mua cái quạt cho mẹ. Nhưng mà cũng có người thì bảo à, thì tao muốn quất con này, tao muốn quất con kia, tao muốn mua này cho con kia. Cuộc sống khi các bạn đi làm công nhân, đó, các bạn sẽ hiểu được, nó rất là đa dạng, nó rất là phong phú và các bạn à, sẽ có được cái nhìn về cuộc sống nó tốt hơn. Còn quyết định các bạn sống như nào là của các bạn. À, mình thì, mình đi làm không phải vì tiền. Bố mẹ mình cũng đắn đo cái việc mà tại sao mình lại thích đi làm. Nhưng mà mình đi làm thì mình thấy nó ý nghĩa. À, bởi vì cái, cái, mình vẫn còn nhớ cái quán, cái 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 xưởng làm chậu đấy ấy, là trong một cái ngõ mà các bạn có biết không? Là dân chích, ấy. nó chích ở trong cái ngõ đấy đi làm buổi sáng có cả kim tiêm này nọ rồi đôi khi ra đứng ở cái sửa đứng ở cửa sửa nghe thấy có người ngồi trích luôn khi mà các bạn thường cuộc sống của mình không bao giờ phải nhìn những cảnh đấy nếu như mình không muốn à, thì đấy là cái mà 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 về sau mình bị ghẻ ghẻ mông rồi ghẻ bắp đùi bởi vì mình không quen từ bé đến lớn có bao giờ làm gì đâu mẹ làm hết nên mình ghẻ nhưng mà hết vào năm học thì mình bôi thuốc nó hết ghẻ rồi mình lại đi học bình thường à, uh, hôm nay thì mình không trả lời các câu hỏi về tình cảm mình chỉ trả lời thật nghiêm túc về cái việc đi làm của các bạn thôi chứ mình không không nói à, uh, có bạn hỏi là à, uh, các bạn hỏi chậm chậm thì mình mới đọc được mình muốn làm ngành khác nghề mình học thì phải chuẩn bị sao ở Pew? bản thân mình cũng đang làm những cái gì khác với lại cái ngành mình học, mình học về kế toán doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ bảo mình đi làm kế toán thì mình thua rồi đấy. Mình đang làm cái ngành mà nó không có, mình không nghĩ là cái ngành mình đang làm là có trường nào đào tạo bằng ra để làm. Nói thật. À mình ngay ngày mai mình lên công ty có thể là bị sếp mình đuổi, sếp ở talk TV này đuổi. Có thể, mình không biết được. Nhưng mà mình vào Thot TV làm không phải là vì mình học về marketing. Uh, mình đi làm ở Nvidia ở dạng là làm cộng đồng mình cũng không phải là học về PR public relation uh, mình làm studio cũng không có ai dạy mình làm studio về streaming hết á và không có ai phân cho mình hay cho tiền mình để làm cái đấy khi mà các bạn muốn làm một cái gì đấy khác với những gì các bạn học thì các bạn nên uh, uh, nên có một cái chuẩn bị về tâm lý nhiều hơn là về kỹ năng bởi vì như mình đã nói vậy chúng ta là thanh niên chúng ta quyết định làm cái gì đấy thì nó là ở chúng ta thua thì chịu thắng thì ăn ok à, mình thấy ở việt nam ấy, thì hầu như rất là nhiều bạn bị một cái bệnh đấy là đổ thừa và lý do đổ thừa từ bố mẹ gia đình hoàn cảnh xã hội định kiến giáo dục công an À, quân đội nền kinh tế rồi thì là vĩ mô rồi thì là vi mô rồi thì là thế giới rồi thì là tôn giáo rất là các bạn có thể đổ đổ tội bất kỳ một cái điều gì. Đấy là cái và các bạn dành thời gian cho cái việc đổ tại và nghĩ lý do đổ tại nhiều hơn là các bạn đi tìm cái cách để giải quyết cái vấn đề của mình. À, mình cũng có đọc một bài báo về việc các nhà á quân hay là vô địch ở Olympic quyết định là học xong không về và ở lại úc hay là ở lại các nước mà đi du học và về việt nam thì không phát triển được này nọ để mình nói cái điều này cho các bạn thấy nhá để mình nói cái điều này cho các bạn nó sẽ hơi khác với gì các bạn suy nghĩ là các bạn có thể ác cảm với mình cũng được nhưng mà mình nói suy nghĩ của mình à, mình đã từng ở bên úc ở chung nhà với một cặp vợ chồng cực kỳ giỏi chồng làm kỹ sư vật lý mà lại gọi là nhà gọi là nhà khoa học về vật lý ấy đi làm ở trong cho miền Nam. Vợ ngày xưa là nhà khoa học ở Singapore cũng là người Việt hai vợ chồng lấy nhau ở Việt Nam. À, các bạn có biết không, xa bên kia họ cũng chỉ thuê có một cái phòng cái gia đình và sau đó thì họ quyết định là sẽ đi làm thôi, đi làm bình thường với bất kỳ một công việc gì. À, có thể là liên quan đến nghiên cứu một chút nhưng chưa chắc họ đã có thể dành cả đời để làm cái công việc đấy hay nghiên cứu mà tất cả sang đấy chỉ vì là ờ uh, tôi có cơ hội cho sang cái này và tôi sẽ ở lại. Quyết định của mình về Việt Nam nó cũng không liên quan đến cái việc là về Việt Nam có cống hiến được không hay là không cống hiến được không. Mà mình chỉ cảm thấy là mình thích ở Việt Nam và mình ở Việt Nam cảm thấy ok. Chứ mình không bao giờ lấy lý do là chính trị nhà nước hay là xã hội mình nghèo rồi thì là không có cuộc sống tốt cho tương lai cho con mình này nọ. Không phải là mình không có trách nhiệm với thế hệ sau của mình. Nhưng mà mình không nghĩ là cái việc đổ tại nó giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì nếu như đổ tại có đổ tại mà giải quyết được vấn đề ấy, thì chưa chắc bác Hồ đã đi đã đi làm Đi, đi tàu để làm suy nghĩ về con đường này nọ thì lịch sử thay đổi các kiểu nếu như mà đổ tại thay đổi được thì chẳng có gì kiểu như xảy ra cả thế nên là đừng các bạn đừng bao giờ đổ tại cái gì cả mà hãy chịu trách nhiệm cho cái việc làm của mình thì rồi một ngày nào đấy các bạn sẽ thành công đấy là về câu chuyện của hai nhà khoa học rất là ở việt nam làm rất là nhiều tiền nhưng mà quyết định xa bên kia họ cũng đổ tại mà xa bên kia thì cuộc sống của họ cũng tương tự như vậy không khác gì cả à... Có một bạn có hỏi là lương 20 củ một tháng thì đầu tư cái gì cho có lãi? À... <laughs> cái đấy thì mình không khuyên bạn được. Bạn đầu tư cái gì có lãi thì mình nghĩ là 20 củ vẫn chưa nên đầu tư gì. Các bạn nên đi làm tiết kiệm lại có tầm 200 hoặc là 300 hoặc là 500 củ thì à... thì thì hãy nghĩ chuyện đầu tư chứ 20 củ một tháng chưa làm được gì hết. À, mình kiếm như hơn nhiều thế mà cuối cùng mình chưa đầu tư được cái gì cả. Chứng khoán không chơi. À, rồi, các bạn có hỏi là bằng kỹ thuật trung bình thì có xin được việc không? Mình không biết là à, bằng kỹ thuật của bạn là bằng kỹ thuật về cái gì, về cơ điện, điện máy, cơ khí hay về bất kỳ một cái gì. Nhưng ngay cái câu hỏi của bạn, ngay cái câu hỏi của bạn là bạn đã không xin được việc rồi. Bạn nói là có xin được việc không? Bạn phải nghĩ rằng là với tấm bằng này tôi sẽ xin được việc nếu như tôi cố gắng tôi cố gắng rất là nhiều tôi sẽ xin được việc nếu như là cơ khí các bạn có chấp nhận là thợ trước không có nghĩa là đi làm đi làm với mức lương ví dụ như bây giờ kêu là bạn phụ thợ trong trong cái cửa hàng honda đi và hàng ngày các bạn bạn hay là cửa hàng bình thường sửa xe bạn có chấp nhận làm không nếu như bạn không chấp nhận làm thì có nghĩa là bạn chưa bắt đầu được ở đâu cả nếu như các bạn cứ đứng và chờ đợi cơ hội đến cho mình và chờ đợi là người ta chấp nhận mình thì không bao giờ có chuyện đấy đấy, các bạn sẵn sàng làm bất kỳ gì để bắt đầu cho cái việc đi làm của mình thì mình tin chắc rằng là luôn luôn có việc. Mình chưa đi một thành phố nào mà mình cảm thấy là không có việc để làm hết á. Mình sống từ năm lớp 10 là mình bắt đầu xa gia đình. Cho đến bây giờ chưa có một thời điểm, một giây phút nào mà mình không kiếm được việc làm hết á. Mà thật sự thì luôn luôn trong tình trạng càng về sau thì càng là sự lựa chọn làm ở đâu tốt hơn. Ngay tại thời điểm này. Ngay tại thời điểm này mình cũng làm và mình cũng luôn luôn có sự lựa chọn. Mình chưa bao giờ thất nghiệp và mình không không bao giờ nghĩ là mình thất nghiệp nổi. Và mình luôn luôn tâm lý sẵn sàng rằng là ngày mai mình có thể bị đuổi việc và phải lại làm việc. Kể cả là bây giờ mình phải chạy xe ôm, mình phải đi uh, sơn hay là mình phải đi đứng bán bánh mì, mình sẽ làm. Bởi vì đấy là cuộc sống và nếu mình làm cái gì có ý nghĩa cho mình thì mình sẽ làm. Chứ mình không cần thiết phải ngồi bàn giấy, ngồi chơi game hay làm ra tiền nhiều. Cuộc sống mà. Chỉ cần làm việc có ý nghĩa là được. Đấy là cái suy nghĩ của mình. Lớp 10 thì xin việc công nhân hay là phụ việc gia đình không nhận tiền thì lên làm gì phụ phụ gia đình. Các bạn đừng có nghĩ gì lớn lớn lao hết á, mình hơi bị ngọng các bạn thông cảm. Các bạn đừng nghĩ chuyện đi làm vì tiền này nọ khi mà các bạn ở với gia đình gia đình nuôi các bạn một tháng hết bao nhiêu tiền chứ đừng nói chuyện đi làm rồi kiếm tiền với gia đình này nọ. Mỗi một ngày các bạn ngủ dậy gấp chân màn của mình, mình thì cũng không gấp đấy là tính lười của mình. Hay là các bạn phụ mẹ mình nấu cơm nữa các bạn là con gái, còn nếu như mà phụ bố mình sửa cái bóng điện, sửa à, sơn lại cái cửa cổng nhà hay là sơn lại cái thùng à, cái 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 bình nước ở, ở trên nóc nhà đấy đã là phụ gia đình Mình mình vẫn còn nhớ là trong một lần mình về Việt Nam, mình uh, đi mua sơn và mua cái trà ấy, trà, trà, trà để bung cái sơn cũ rồi ấy. Mình dành hai ba ngày liền để trà lại hết cái cổng nhà mình và sơn đỏ lại để đón Tết. Và trà lại hết cái thùng nước ở trên bởi vì là các bạn biết là thùng nước để lâu ngày ánh nắng nó chiếu vào nó sẽ bong cái sơn ra. Trà hết và sơn lại. Không ai yêu cầu các bạn làm những việc đấy cả, không ai bắt các bạn làm những việc ấy cả. Nếu như thật sự đôi có một số gia đình sẽ bắt đa số thì không nhưng mà khi các bạn làm đấy bố mẹ các bạn vui và các bạn sẽ biết được ý nghĩa của cuộc sống các bạn các bạn cứ thử đứng nắng làm một cái gì đấy khoảng tầm 8 tiếng đồng hồ thôi lúc đấy các bạn sẽ biết ý nghĩa của cuộc sống các bạn sẽ nghĩ khác về cuộc sống rất là nhiều à, anh Pew ơi em có tật là ngoại giao giao tiếp với người lạ thì có tạch phỏng vấn không khó đấy bạn mà không giao tiếp với người lạ được thì phỏng phỏng vấn các bạn tạch khá là cao đấy đam mê và việc làm thì các bạn nên chọn cái nào hả anh Piu? Cái này là ở bạn thôi. Hoàn cảnh của bạn và hoàn cảnh của mình khác nhau và khả năng của bạn cũng khác khả năng của mình. Mình cũng không biết khả năng của bạn như thế nào hết. Mình thì mình chọn đam mê. Mình thì mình chọn đam mê mình mình bỏ công việc việc làm của mình để mình theo đuổi đam mê và mình phải như thế nào đấy thì mình mới sống được với đam mê đến tận bây giờ. Chứ nó không đơn giản là các bạn bảo mình nói ví dụ đơn giản các bạn bảo là các bạn đam mê cast lắm. Các bạn đam mê cast vãi rồi à. Mai tôi muốn trở thành caster sống được bằng nghề. Mai tôi muốn sống vào cái nhà Castor này Nhưng mà sao Tôi thích thì tôi chửi viewer Thằng Pew là thằng éo không Pew caster Castor quá vô vẩn Cast cất cho Người ta cũng xem Không bao giờ các bạn tiến bộ được Các bạn đừng bao giờ nghĩ là các bạn sống với đam mê Hoặc là, là như thế là sống với đam mê Đấy là các bạn không có trách nhiệm với đam mê các bạn không có tính trách nhiệm nào hết hay là ví dụ như các bạn muốn mở một trang web xã hội này nọ chẳng hạn các bạn mở ra facebook chẳng hạn facebook của ta là số 1 Facebook như vậy á Tại sao mọi người cũng xài Tao đam mê cái Facebook này của tao Facebook của tao là phải là nhiều người xài Hợp lý thế sao không xài Không bao giờ các bạn tiến bộ được Muốn sống với đam mê ấy, Thì có rất là cần nhiều yếu tố chứ không đơn giản Đôi khi có thêm một chút may mắn Một chút thời điểm Cơ hội và cần sự kiên trì Và các bạn cần phải học được ở Đặc biệt ở Việt Nam Mình cảm thấy rất là thiếu Đấy là tôn trọng người khác và tôn trọng người đi trước tôn trọng người lớn tuổi và tôn trọng những người có kinh nghiệm hơn các bạn thường hay chửi sếp lắm các bạn mới đi làm đặc biệt là các bạn mới đi làm tại vì mình cũng còn trẻ mình cũng chơi với các bạn trẻ rất là nhiều nhưng mà tầng lớp các bạn sinh viên ấy mình chơi rất là nhiều à, mình cũng có cơ hội lắng nghe các bạn chửi sếp rất kinh chửi sếp là một coi thường sếp là hai trông họ vậy thôi không phải đơn giản họ là ngồi trước sếp dù các bạn hay nói là sếp mà ngu lắm thằng ấy nó ngu vãi hồn ra nhưng vì nó có tiền nó mua đấy đã là một cái mà các bạn cần phải tôn trọng rồi vậy các bạn hãy đi làm kiếm tiền để mà mua đi nếu như các bạn cảm thấy nó dễ như vậy hay là ui bố nó làm thì bây giờ nó được lên vậy thì đừng trách là bố mình không làm mà mình không được lên vậy thì mình hãy là thằng bố cho thằng con mình được lên đi bởi vì đừng đừng trách bố nó bố nó cũng không phải từ đời ông nội nó đã, đã ngồi ở đấy ok hay là không phải là kia nó đã ngồi ở đấy Mà bây giờ nó ngồi ở đấy đừng, đừng, đừng bao giờ lấy lý do đừng bao giờ như vậy nếu thằng bố nó giúp nó bây giờ được cuộc sống tốt như vậy thì hãy mình hãy là thằng bố để cho thằng con mình nó được, được dễ như vậy ok đấy, đấy là cái suy nghĩ của mình khi mà mình nghe những câu chuyện hay chửi xếp và khó chịu hay là coi thường đồng nghiệp à, đấy là cái bận mình gặp rất là nhiều nghe rất là nhiều à uh, đấy, đấy là đấy là cái không mình không cay ai cả đấy là câu chuyện trong cuộc sống mình chia sẻ lại về cái việc đi làm xin việc rồi phỏng vấn cho các bạn thôi uh, mình thì ở trong studio nhá nói chuyện trong studio đi thì uh, cũng có nhiều bạn đăng ký làm caster mặc dù biết là công việc này không có lương này nọ nhưng mà có nhiều ông viết 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 email về kiểu ôi À, anh Pew, em đam mê làm caster lắm, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để làm caster. Anh Pew, em uh, gọi là nhận em đi, em đam mê lắm, em ngoài thời gian đi học không làm gì hết á, em không, không mình đọc cái email mình đã không muốn rap rồi, Nhưng mà có những người email về rất là tử tế, em chào anh Pew, em tên là ví dụ như là Nguyễn Thị Dụ chẳng hạn, uh, em uh, chơi đồ tài hai cũng được 9-10 năm rồi em có xem kênh của anh em thấy được là công việc này em có thể trau dồi được cái gì đấy làm tốt em có trách nhiệm, em muốn là có trách nhiệm với với việc này em có thể làm những ngày giờ này anh thấy có phù hợp hay không mình đọc mình đã muốn phỏng vấn người ta mình đọc mình đã muốn hỏi người ta có thể làm được không rồi thế còn nếu như bạn nào mà nghĩ là công việc nó không có lương hay là chúng nó đéo quan tâm thì mình nói là mình có đọc cái cv để mà xin vào những công ty về game lớn như là vng vtc à, những cái vị trí mà các bạn tuyển những bạn sinh viên chơi game 10 năm nay rồi Game nào em cũng chơi hết á Từ offline đến online Mario, Contra đến FIFA League of Legends, Dota 2 Bây giờ là Overwatch, rồi Hearthstone Nói chung là em chơi thì không giỏi như Gosu Nhưng mà game nào cũng chơi em Thấy bây giờ là dự án của anh Tuyển người marketing game Thì em thấy là bằng kinh nghiệm chơi game của mình Là em sẽ hiểu và làm tốt Không có thằng nào nó muốn mời bạn đi phỏng vấn hết á bây giờ, hay là, là kiểu gửi email về mà không có không có xưng ai không có chào ai không có gì hết á kiểu bụp vẫn bảo à, em đọc được uh, anh tuyển người để uh, chuẩn bị làm cái project này em thấy em phù hợp uh, anh có thể nói rõ hơn về công việc khi người ta đăng một cái gì lên ấy, thì đừng hỏi thế vội mà hãy đọc kỹ cái gì người ta đăng lên đôi khi ấy, người ta chỉ thích đăng như thế thôi để các bạn gọi là, gọi là có thể thử các bạn các bạn sẽ rap uh, người ta như thế nào trả lời người ta như thế nào nhưng mà đấy thì đấy là cái câu chuyện chia sẻ. Ok, còn bạn nào hỏi nữa? à uh, Net Infinity dạo này hay tắt máy lạnh đợi phàn nàn mới bật rồi không bán trà đá. Và cái này ok mình sẽ tiếp nhận mình sẽ phản ánh lại với Infinity và mai cuối tuần này mình sẽ ra mình xem xem như thế nào. Rất là xin lỗi bạn vì việc đấy. Bạn có thể phản ánh trực tiếp với Du là quản lý trực tiếp ở đấy hàng ngày ở đấy thì các bạn nói với Du nó sẽ dễ hơn cách viết cv như thế nào cho đẹp ok cái này câu hỏi rất là hay Cuối cùng cũng một bạn hỏi à, cái cv đẹp nhất mà mình đã từng viết và đã từng gửi đi là, là là gửi vào westpac westpac hay westpac gì đấy bây giờ mình lâu lắm mình không nhớ tên westpac hay westpac. ở úc ngân hàng ấy mình cũng lâu lắm mình không xài không nhớ tên lắm đấy là công việc làm ở bên uh, separation bảo hiểm mình không rõ lắm bảo hiểm Uh, làm về bảo hiểm của uh, sở chính của của ngân hàng luôn. Cái đầu tiên là các bạn phải làm cv thật là rõ ràng, uh, thông tin cá nhân của các bạn, thông tin cá nhân của các bạn nhưng mà đừng vẽ hưu vẽ vượn vẽ hoa vẽ lá gì nhá. Uh, mình mình cảm thấy là nhiều bạn thiên về cái khả năng vẽ hoa vẽ lá lá cành các kiểu nếu các bạn đăng ký làm cái 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 gì đấy thật sự nghiêm túc ấy. các bạn đừng có vẽ hưu vẽ vượn mèo chó gì đó CV nhìn nó ghê lắm. Thế giờ, thông tin cá nhân thông tin cá nhân xong thì các bạn à, đến cái lượt mà các bạn chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân. Tùy vào vị trí nó sẽ có những cái khác nhau. Nếu như các bạn mới đi học ra thì các bạn viết về cái quá trình học tập của các bạn. Còn nếu như các bạn vừa đi học vừa đi làm thì các bạn chia sẻ cho cả hai và đặc biệt là nếu như mà các vị trí lớn đấy mà thiên về kinh nghiệm ấy thì các bạn phải chia sẻ được kinh nghiệm đi làm rất là nhiều. Ví dụ như quản lý chẳng hạn thì các bạn phải chia sẻ kinh nghiệm làm rất là nhiều. À, trong mỗi một cái các bạn phải viết timeline ra ví dụ như là từ năm ví dụ như là từ năm 2015 đến 2016 thì tôi đã làm việc ở PV Studio. À, các bạn đừng nghĩ là làm việc ở một cái chỗ ở đấy nó không có nổi thì không có ý nghĩa nha. Mình sẽ viết vào tôi đã có PV Studio là như vậy. Tôi đã gây dựng cái studio của tôi đã được 3 năm rồi. À, với lượng người xem lúc đầu là bằng không nhưng bây giờ nó một một tháng tôi chúng tôi đón tiếp khoảng tầm 80.000 90, 90.000 người xem à, thì ở đấy và tôi làm những nhiệm vụ như là, cái là bình luận giải đấu hay là nói chuyện với lại nhiều người cùng một lúc hay là đấy các bạn ghi ra cụ thể nhưng không dài dòng cụ thể nhưng mà đừng có ghi dài dòng và đừng có hư cấu quá ui tôi là người nói chuyện hay quá rồi ông không biết gì cả tôi nói rằng, ai không ai cũng thích nghe tôi nói tôi chém gió kinh lắm đừng bao giờ viết cái gì lằng nhằng ra cả tham lai rõ ràng từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu làm công việc đấy kinh nghiệm là gì và đặc biệt là cái cái kế hoạch cá nhân của các bạn cái cái gì nhỉ? personal cái anh nó gọi là chính xác mình quên mất rồi nó giống như là mục tiêu cá nhân á của bạn là gì các bạn ghi vào đặc biệt nhớ phải có mục tiêu cá nhân và nếu như mà được ấy, thì các bạn viết vô là uh, viết vô là 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 uh, 2 đến 3 cái địa chỉ mà người ta sẽ liên lạc Để kiểm chứng lại cái thông tin bạn nói Ví dụ là sếp cũ của các bạn Hay là thầy cô giáo cũ của các bạn Chứ đừng bao giờ viết Hãy li à, 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 liên lạc à, Số liên lạc để kiểm chứng hay là cái gì đấy Là bố tôi Không chín gì đấy Mẹ tôi Hay là người yêu tôi <laughs> Hãy gọi để kiểm chứng tôi là một người tốt Đừng bao giờ làm thế Có trường hợp các bạn thật sự mình đọc CV nhiều khi mình bỏ lắt một một cười Uh, uh, số điện thoại uh, liên lạc uh, cho CV á bố, 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 bố em, <laughs> mẹ em Trường hợp nó có thì các bạn đừng uh, uh, Anh Pew du học mấy tháng thì nên kiếm việc làm thêm với anh Mình sai được một tháng mình đi làm thêm rồi mình uh, sai được một tháng có nghĩa là được đúng một tháng là mình đã đi làm thêm trong một tháng đấy thì mình đi kiếm việc để, uh, đến hết một tháng là mình có việc đi làm rồi em muốn làm việc pha chế đồ uống ở quán bar nhưng trả ủng hộ thì có nên từ bỏ không anh piu mình đã nói rồi nó nằm ở bạn chứ nó không nằm ở người khác cuộc sống cuối cùng nó nằm ở bạn chứ không phải là người khác nếu như bạn đủ đam mê lớn và bạn chứng minh được rằng những gì bạn nói là đúng thì hãy theo còn nếu như bạn vẫn lập lờ theo kiểu ờ người ta nói cũng đúng mình nói cũng đúng thì các bạn đừng nên theo các bạn biết rõ là mình đang định làm gì à, có phải lương của anh chủ yếu từ cast không mình kh kh đi làm không có lương à, số tiền mình nhận vào nó nó như thế này chẳng hạn ví dụ từ studio từ casting từ đi sự kiện đi làm ở vng đi làm ở nvidia đây nó thành cục như này rồi mình chi 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 chi, -chi ra còn thừa bao nhiêu thì nó là của mình còn nếu mà không thừa thì nó là không là của mình còn nếu mà nó âm thì mình phải trả đơn giản vậy thôi và khi nào cần tiền thì đi vay đấy là đấy là của mình không đi phải đi làm hàng tháng đến cuối tháng rồi người ta chuyển mức lương này thì tôi có cái từng này tôi tiêu hết một tháng không phải như thế có bạn hỏi là pi còn trinh không thì mình đẻ ra là mình đã không còn trinh rồi mình là con trai một phần trăm các bạn ạ còn nếu như mà bạn ý của bạn hỏi, bạn chưa biết hỏi thì mình trả lời luôn là của mình mở mắt rồi Lương Anh là bao nhiêu một tháng đủ sống mà đã tối thì ăn cơm bình dân đối diện à, Sáng thì bánh mì chả cá à, cạnh công ty trưa thì ăn cơm công ty 30.000 à, Tháng thì đổ xăng khoảng 2-3 lần à, Mỗi lần đổ xăng thì khoảng tầm 50.000 à, Cũng không đi xem phim gì nhiều và thường xem phim thì thường là đi xem phim ca cuối thì nó rẻ sau 10 giờ mà cũng dễ cho việc xem xong cũng đi đâu đi gái gú thì đi chơi gái trả tiền thích thì đi chơi với anh thì trả tiền ok anh không trả ok còn em còn em em cảm thấy anh không phải là người để mà em đi chơi cúng ok anh có nhái chơi ghế bái đơn giản vậy thôi cuộc sống như thế gọi là sung túc trong đời người chỉ có một đến hai cơ hội để vượt lên pew suy nghĩ sao no mỗi một ngày các bạn mở mắt dậy là các bạn lại có cơ hội cứ các bạn mở mắt ra mà thấy mình còn thở và mình còn có thể quyết định được những gì mình đang làm thì là mình còn cơ hội một năm trước mình nói các bạn biết là mình mình đu với a sống trong một cái không gian khoảng 10 mét vuông khoảng 15 mét vuông cỡ vậy một năm trước đúng cho một năm trước tại thời điểm này mình a và Du là ba thằng trong một cái không gian 15 mét vuông là bằng đúng cái phòng mình đang ngồi bây giờ ba thằng một năm sau thì bây giờ mình ở đây bên kia thì ở những cái chỗ khác mình bây giờ ở riêng Du có bạn gái a có bạn gái làm có tiền không ai biết được các bạn ạ à? Được đây là các bạn chúng ta còn trẻ đừng bao giờ không bao giờ giới hạn cái gì của mình cả. Đạp lên tất cả để có thể đạt được mục đích thế có nhẫn tâm không? Nó còn tùy vào mục đích của bạn là gì. <laughs> bạn bảo là tôi chỉ muốn trịch cô ấy thôi. Ê, đạp qua hết dư luận để tôi làm được đạt được mục đích thì như thế có nhẫn tâm không? Mẹ ông tống ông vào tù chứ ở đó mà nhẫn tâm không nhẫn tâm. Thế còn đó mục đích của tôi chỉ muốn được cầm tay cô ấy rồi gạt bỏ hết đi dư luận của xã hội bạn bè trêu cười bố mẹ cắt cấm để được cầm tay cô ấy tôi ủng hộ nó phải tùy mục đích ông là gì ông hỏi thế thì bố ai trả lời được à, điểm mạnh điểm yếu của bạn bạn đừng nên viết điểm mạnh điểm yếu mà bạn hãy viết những cái điểm mà bạn lợi thiên bạn có năng các bạn có cái 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 gọi là thế mạnh của các bạn chứ các bạn đừng viết ở trong cv ôi tôi khỏe lắm ngực sáu múi tôi nâng tạ trăm gái được mỗi tội tôi yếu ăn không được cơ ạ nhậu nhẹt chắc là không được có gì xếp đi nhậu xếp tự uống nghe méo lắm đừng có kể lẻ mạnh yếu gì chỉ kể cái 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 gọi là thế mạnh của mình thôi mà kể ngắn thôi anh đánh giá thế nào về ngành ngân hàng? À câu này hay nè, bởi vì mình cũng đã từng được cơ hội đi làm uh, gần gần cái mạng ngân hàng và mình cũng hay ra ngân hàng mà nói chuyện với lại mấy bạn làm giao dịch ở ngân hàng. Mình cũng có rất là nhiều cơ hội đặc biệt là mình giới thiệu luôn nếu như bạn nào có người quen hay là bạn người thân hay là quen mấy bạn làm uh, ở Techcombank quận 11, ở gần vòng xoay. Nếu như bạn nào mà có hoặc là bạn nào mà chưa biết đấy, đây không phải là PI nha thì nên qua Techcombank ở quận 11 một lần ở trên đường Lý thường Kiệt ở đấy có ba có ba bạn làm ba bạn làm à, giao dịch ở đấy thì có hai bạn ngồi đầu rất là xinh nói chuyện rất là hấp dẫn và đặc biệt là Techcombank mình đặc biệt ấn tượng là ở Techcombank giao dịch mặc đồ rất là rất là đẹp và nói chuyện rất là hấp dẫn kể cả ngoài Bắc À, chắc là mình có may mắn Thì à, Mình cũng nói chuyện Thì mấy bạn ấy cũng có kể là công việc vất vả lắm 6-7 giờ là đã phải đi làm rồi Và tối thì phải Cũng muộn Phải 6 giờ mới được về Có nghĩa là đến thì phải kiểm tra giấy tờ các kiểu à, Và đến khi mà đóng cửa xong thì phải kiểm kê các kiểu thì mới được về mà đến thưởng Tết thì cũng có nhiều người nói là to cũng đúng nhưng mà cũng chưa chắc mà nó cũng xứng đáng nhiều người cũng bảo đấy là xứng đáng vì là bọn em cũng bận và rất là bận và rất là nhiều việc và một ngày thì phải deal với không biết bao nhiêu khách là khó tính rồi thì người ta vào người ta mất tiền này nọ thì rất là mệt mỏi mà mình công nhận không cái này, cái này, riêng cái này, các bạn nên đi... Đây, đây là mình nói rất là thật. Các bạn, mai ấy, các bạn chỉ cần qua đấy, các bạn hỏi cái gì về Techcombank hay thẻ thủng gì ấy. Xong rồi các bạn nhìn. Mình có thể là cái mắt của mình nó khác các bạn, nhưng thật sự hai cái bạn ngồi đầu, không biết là bây giờ có đổi người chưa thì mình không biết. Mai chắc mình sẽ đi mình xem. Nhưng mà để lại cái ấn tượng rất là đặc biệt với mình khi mà mình vào Sài Gòn cho đến tận bây giờ. Đến tận bây giờ mình vẫn nhớ được hai bạn ngồi ấy như thế nào. Ok Rồi Ok bây giờ thì đã cũng là 11 giờ hơn rồi Chắc là mình sẽ hỏi xem ai lên và mình sẽ offline thì hẹn các bạn một dịp khác Chúng ta lại nói chuyện về một chủ đề khác Hôm nay rất là vui có nhiều bạn ngồi sẽ... chia sẻ về công việc rồi về, về các thứ với mình Ok Ok, thì uh, mình đã trả lời rất là nhiều câu hỏi rồi. Các bạn muốn mình chia sẻ gì về cuộc sống hay chủ đề nào đó thì các bạn vào fanpage uh, fanpage cá nhân nha thì các bạn mình sẽ đọc dễ hơn là fanpage studio nó rất là rộng. Thì fanpage của mình cá nhân nó là piu piu fanpage thôi. Thì các bạn vào các bạn inbox hay là các bạn uh, post trong đấy thì các mình sẽ đọc được dễ hơn. Cảm ơn các bạn, mình cũng hay post những cái gì cá nhân của mình lên đấy. Studio thì nhiều việc quá. Okay, bây giờ thì mình sẽ hỏi các bạn nào đấy lên offline ok Okay. thật ra thì mình cũng suy nghĩ về việc làm offline uh, offline nhưng mà nhưng mà mình cũng chẳng biết là làm offline xong thì các bạn có đến không và đến thì chúng ta nói chuyện gì Okay, thì có gì chúng ta sẽ uh, nói chuyện liên lạc sau trên fanpage đấy vào các bạn lên fanpage của mình ok